À, cái cây này nhìn nó xù xì ghê nhỉ. Đen rồi. Ừ. Nó không nhìn cây nó không mượt như cây kia. Kia là bắt độ. Xem nó sấn rồi, sấn rồi. Thế mãi dưới. Ô, ẩm nhờ. Cảm giác như tới rồi. Thế rồi đây. Đấy là thôi. Thế này lại sẽ tốt đó. Để hôm sau cũng được. Mới ra lấy cũng được. Bén này. Sang kia lấy cái măng bên kia. Cái kia hơn thế này. Cái kia nó heo hơn. Ôi trời ơi. Mất cái ngọn măng này. Hơi ngắn, măng đen này. Không có không ạ? Cái này chưa được. Đây có cá này. Ngắn. Đấy, ngắn. Thôi, chúng thấy rồi. Bên này. Bây giờ chín đi. Hai ba cái nó gần này thì lấy gì? Đâu? Thế bây là? Thế bây là? Hai ba cái nó giúp vào nhau hả? Vâng. Đây, đây, cái măng bé bé này. Ừ. Mình mà sấn vào nó là hỏng luôn cái măng đấy luôn. Đây hả? Đó. Đúng rồi. Cái này nó nắng. Rồi, ở dưới cái đất gì ở dưới đây chú? Phân gà. À. Phân gà. Mình cũng phải cho các kiểu phân vào đây à? Không, cái này cho từ đầu năm mà. À. Từ mấy năm trước rồi, năm đầu tiên mình không biết à. Mình cho phân này từ bị sâu thôi. Ừ. Còn mình cứ cho đất mới phân tổng hợp không thôi thì nó không bị sâu măng. Cho phân gà vào là nó bị sâu. À, nó cứ có con sâu, con bọ. Mà cái măng nó bị cứng. Một năm mới cho có một lần thôi, tổng hợp thôi. Có cái măng to như này chứ. Bốn giải dưới khe nó mát này. Lên đây năm giải. Ở trên vẫn chưa mát được. Bên kia cái nó đang vừa bảo ông đó.
Cái này là măng đen, măng Đài Loan đúng không nhỉ? Măng Đài Loan các cụ nhá. Cụ nào mua măng ăn măng thì comment để tôi ship hàng ra nhá. Bây giờ phải lấy cái trong này, chừa cái ngoài lại. Đấy vào rồi không? Đấy vào từ từ thôi. Không, chưa. Con thấy nó cạch cái, nó nhẹ cho nó mắc. Thế là con bảo con thôi dừng lại. Thế con sò lại thấy cái đầu măng lên. Nó mọc hai má. Mọc má này. Má này là má lưng, không phải có măng. Này à? Nó mọc hai bên này mà. Mọc hai bên thôi. À, nó không bao giờ ra măng ở cái lưng của cây ạ? Lưng bụng bao giờ có măng? Hai bên mắt không có. Hai bên mắt thì mới có măng. À, cái này mới á, giờ mới biết. Tại vì anh chưa biết. Đấy, đây, hai cái. Đấy. Con vừa trồ một cái con. Đây, sao? Cái này coi chú cắt kiểu gì nhỉ? Dạ hết. Dạ? Dạ hết không có gì khó. Dạ hết hả? Thêm một tí thì nó càng nhiều mắt nó càng lên đó. Đây rồi. Cái này non quá. Không để mấy mắt để nó còn lên như cái khác. Con thấy cái này dài này nhưng mà chắc để hôm sau nó chưa ngọt. Mình cắt khéo lắm. Em này bắt đầu đang sâu rồi này. Ờ. Thế mình cắt đi. Chậm. Hai cái này là chưa được đúng không? Được. Chưa. Ngắn ạ. Vỏ dao luôn. Dạ. Thế á? Lên nhanh đấy cơ. Hết mang chưa? Hôm như hôm nay lấy này hết chưa? Không không thu nữa để hôm sau đúng không? Nó ngắn. Ngắn đúng không? Ngắn nó không được bao nhiêu. À, những cái này có sâu này. Sâu này nó chỉ bị cứng măng thôi chứ nó không sao cả. Đúng rồi. Đi ông đi. À, bây giờ là đi sâu mà. Lấy dứa. Đi lấy dứa. Đồ dứa thì mình là ở chỗ nào ấy? Đây, gần đây thôi mà. Cầm đi. Mang đi nhá. Mang đi uống. Mang nước đi chứ. Mang một chai thôi chứ. Chai to. À, chai to treo trên đấy nhá.
Mở. Cái này không? Chuyển.